Mình xin chào mấy bạn nha, xin chào Hòa Toàn Hải và anh chị em thân mến và chính trang mà YouTuber của Nguyễn Tuấn. Một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và công việc và luôn luôn và thành công. Thì hôm nay thì Nguyễn Tuấn thì cũng chia sẻ cho anh chị em mình hay và nói cho những mà mấy cô mấy bác và những mấy anh và mấy chị về câu chuyện là thiền âm bên bờ vũ trụ. Thì hôm nay thì Nguyễn Tuấn thì sẽ nói và chia sẻ cho mà bộ phim của mà năm mà chú tiểu thôi mà cũng mà thấy thì cũng rất là nhiều người đứng lên thì họ không có mà đồng tình về mà bộ phim này, nhưng mà Nguyễn Tuấn thì cũng nói như sau. Thì gần đây thì chúng Tết mình thì những các chư thầy trong chổng thì họ đã dạy cho mà năm chú tiểu mình đóng bộ phim là phạt truyền đạo. Bộ phim Phật truyền đạo thì cũng các chư thầy đã mà nỗ lực và họ đã cũng bỏ ra quỳ nó công sức thì dạy cho năm chú tiểu mình thì đứng lên mà diễn một quay diễn về mà bộ phim đó. Thì năm chú tiểu này thì diễn mà đóng cho bộ phim đó thì nó rất là hài, nhưng mà nó rất là vui vẻ, nhưng mà dạy cho ta những mà điều hay lẽ phải, nhưng mà dạy cho những mà chân Phật Thích Ca mà dạy cho con người mình làm ăn lương thiện, dạy cho chúng ta điều hay lẽ phải, dạy cho chúng ta thì học những cái gì tốt và những cái gì xấu đó. Nói chung gì bộ phim này thì những mấy anh chị em mình coi đi coi lại thì mình thấy rằng bộ phim này nói chung là gì nó không có gì mà nó xấu xa hết, không bao giờ mà xấu hết đó. Nhưng mà bây giờ Nguyễn Tuấn thì cũng nói như thế này, nhưng mà mình cũng nói cho mà những bạn mà hiện bây giờ cũng đang mà nói mà trong tỉnh thất bồng lai, nhưng mà những người đó ghét đó nha, có người ghét thì trong thì ông bên bờ vũ trụ thì họ đứng lên họ nói như mà thế này, họ nói thì bộ phim đó đó thì đưa lên thì nó bị mà nó phản cảm mà là mà nó sai trái vậy, mà trong bộ phim thì làm một đoạn video quay video phim và làm phim như vậy là nó không có đúng sự thật. Bây giờ Nguyễn Tuấn thì cũng nói cho mà những người đó luôn là như thế này, thì trong bộ phim đó thì năm chú tiểu mình đã bỏ ra công sức, đã bỏ ra một ngày diễn ra một bộ phim để cho chúng ta xem, để cho chúng ta coi, và nỗ lực của mà năm chú tiểu thì bỏ ra thì công sức thì nó rất là đầy, thì dạy đi dạy lại thì nói chung là vì những các chị thầy trong chổng thì cũng đã mà mệt, nói chung là vì là nó cũng rất là mệt đó, tại vì họ đã dạy cho năm chú tiểu mà nếu mà đóng mà một bộ phim đó thì bỏ ra là nguyên một ngày thì dạy cho năm chú tiểu đó như thế nào thì mới đứng lên thì mới mà học được như như vậy đó. Thì mình thấy rằng năm chú tiểu này đứng lên đóng năm bộ phim này không bao giờ nói gì mà hỗn hào, không bao giờ nói gì những mà cái gì xấu hết, không bao giờ nói những cái gì mà đến đến mà những mà mấy anh mấy chị như mà thế nào, nhưng mà mấy anh mấy chị phải mà có lòng bao dung, phải lòng mà vị tha, nhưng mà mấy anh chị phải thương cho năm đứa trẻ này nó, tại vì con nít tại vì không có tội, như đó, họ không có tội, nhưng mà có những mà các bạn ghét người ta xong rồi đem cả con nít ra rồi chửi luôn đó. Mấy bạn làm như vậy có khác nào là mấy bạn đang mà moi móc mà chuyện riêng tư mà nói mà của mà người ta không, hay là xúc phạm đến mà năm chú tiểu luôn không? Những người như vậy thì mình sống như vậy là nó hoàn toàn là nó không có đúng sự thật hoàn toàn và nó sai trái đi mà một chiều hướng, nhưng mà nó cái cách mà nó suy nghĩ thì nó cũng quá xa cho mình nó, tại vì chung á, tại vì năm đứa trẻ đó là nó rồi họ đã là một con cha một con mẹ, nhưng mà họ đã được các chư thầy ở chỗ người ta dạy cho ăn cho học, dạy những các điều hay lẽ phải, nhưng mà tại sao mà mình đứng lên mà mình mà nói người ta như vậy mà mình không bao giờ mình bảo vệ họ đó. Nhưng mà các bạn phải suy nghĩ rằng mấy bạn làm đúng việc đúng thì không không
bao giờ sợ mấy bạn làm sai những cái gì đó, nhưng mà mấy bạn sẽ là bị mà quả báo, hay là mấy bạn bị những cái gì khác, thì tại vì là nó có lực nhân quả, tại vì là mấy bạn phải coi cho chính xác trong cái bộ phim đó như thế nào, và tìm hiểu bộ phim đó như thế nào. Nhưng á nhưng mà có rất là nhiều người thì đứng lên thì coi mà một bộ phim thì chưa hiểu và chưa tìm rõ mà nguyên nhân, mà nghe lời theo một chiều hướng mà nó khác, thì người đó thì đứng lên thì họ chửi chửi người ta như vậy, chửi người ta như thế nào đó. Nhưng mà mình cũng mà yêu cầu mấy bạn, mình là con người, mình là người anh, mình là người em, mình là người chị và người cô và người bác và người cha và người bạn, như ai cũng vậy, cũng có lòng thương nhưng mà cũng có lòng bao dung, bao bọc chở che cho những em bé, và bao che bao bảo vệ cho những mà đứa trẻ đã một cô cha một cô mẹ, và mình sẽ và bảo vệ họ. Nhưng mà mình đừng có làm mà những chuyện gì mà nó đi mà nó mà quá xa đi, nó đi một chiều hướng nào đó mà không có đúng, rồi quay lại rồi chửi mà năm đứa nhỏ đó, thì chửi chắc cho hẹn giọng, thì mình thấy hoàn toàn nó là nó sai trái, nó không có đúng đó. Thì năm đứa trẻ này thì trong tỉnh Thất Bồng Lai thì nói chung là gì, nói đi nói lại đó, thì mình thấy rằng năm đứa trẻ này rất là khôn, rất là ngoan, nhưng mà họ không bao giờ mà nói mà xấu ai hết, nhưng mà họ không bao giờ nó chỉ trích ai hết, nhưng mà những các chữ thầy ông trọng lương không có dạy mà năm đứa trẻ đó dạy mà những các điều xấu, những dạy các điều mà nói chung là gì nó là nhiều lắm luôn, không bao giờ dạy những gì nó xấu xa hết, nhưng mà các chữ thầy đã nỗ lực dạy cho năm đứa trẻ mình những điều hay lẽ phải, và những dạy những các mà cái gì khôn, và những và dạy những các gì mà ngoan ngoãn đó. Tại vì như như thế bây giờ thì trong đoạn video này thì Nguyễn Tuấn thì cũng chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình hay mà như vậy, thì cũng gửi cho những mà các bạn mình thì cũng hiểu về những câu chuyện đó. Thì hôm nay thì Nguyễn Tuấn thì cũng mà nó ngừng thì trong đoạn video này, thì Nguyễn Tuấn thì cũng chúc mà mấy anh chị mình một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Thì nếu thấy hay và nhấn nút và nó đăng ký và nó chia sẻ cho mà Nguyễn Tuấn đó. Chúc mấy anh chị mình thì luôn luôn và thành công và bước sang năm mới và kiếm thật là nhiều tiền. Thì mình nói đúng không mà mấy bạn? Nam mà đứa trẻ này đứng lên thì đóng bộ phim thì hoặc truyền đạo, nhưng mà đã bỏ ra mà rất là nhiều nó công sức thì đóng cho mình coi bộ phim, nhưng mà mình coi hay không coi như thế nào thì mình bỏ qua, thì mình lướt qua, thì mà thì mình đừng có nói họ như thế nào, mất công thì mình mang cái tội mình nữa, đúng không mà mấy chị? Thì Nguyễn Tuấn thì cũng gửi cho những mà mấy bạn đó, đó. Nhưng mà mình không bao giờ nói tên ai hết, không bao giờ nhắc đến tên tên của ai hết trong đoạn video này ha. Thì mình cũng có lòng mà nó chia sẻ gửi cho những mà mấy bạn đó. Mấy bạn bạn nha.